khi tôi gửi cho mọi người cái thông tin để chúng ta cài đặt cái robot chay thử nghiệm ấy, free 2 tháng. Sau này có hiệu quả thì chúng ta sẽ xử lý. Đúng không? Để chúng ta test demo hoặc là tài khoản thật thì chúng ta vào robot chay, trước khi vào chúng ta đọc robot chay để chúng ta robotchay.vn để chúng ta tìm hiểu qua. Robot chay nó là một phần không thể tách rời bởi cái quỹ GFX, và bên David, bên GFX sẽ vận hành. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu được cách vận hành một cái con robot chay như thế nào. Robot thì phải mở cái MT4 liên tục. Đây là yếu tố đầu tiên để chúng ta xem. Thì đây là một cái tài khoản mà David sẽ mở liên tục. Vậy muốn mở liên tục thì chúng ta có máy tính, chúng ta bật mở liên tục có thể chạy một vài ngày. Tuy nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc điện này, rồi tất cả mọi cái. Do vậy chúng ta buộc phải xử lý một cái VPS. Mua VPS thì nó rất đơn giản thôi. Mua của Viettel thì khoảng độ 200 ngàn một tháng. Hoặc là của các đơn vị khác có thể có 70 nghìn một tháng cũng có. Rồi khuyến mại thậm chí được lấy free. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải mua những cái đơn vị ok nhất. Sau đó cái hệ thống máy chủ của chúng ta sẽ giống như là một cái máy tính. Nó được mở suốt ngày. Đấy, chúng ta cài rất nhiều vào đây. Thế là làm thế nào để chúng ta có thể mở được nhiều cái giao diện này thì chúng ta copy vào MT4, chúng ta copy cái phần MetaTrader, cứ copy dần ra. Copy một cái thì chúng ta mở được một cái xnet, copy hai cái thì được hai cái xnet, copy ba cái được ba cái xnet, đúng không ạ? Thế sau đó chúng ta sẽ mở ra MT4, đăng nhập cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta có thể mở demo của Hot Forex hay là xnet theo cái tài khoản mà đăng ký. Đó là cái link mà David đưa ra và cung cấp cho mọi người. Đó là hotfx.vn và xnet.edu.vn. hotfx.vn. Sau khi chúng ta đăng nhập rồi, chúng ta vào expert này. Chúng ta nhớ là vào expert. Đúng không? Chúng ta copy cái con robot đó. Đúng không? Đây là cái con robot GFX này. Chúng ta copy vào. Copy. Chúng ta ấn vào copy. Đấy. Sau khi chúng ta copy thì chúng ta sẽ ấn vào expert, sau đó chúng ta vào open, phải chọn đúng cái suộc của nó. Sau đó chúng ta ấn vào MQL4. Chúng ta cài vào cái mục expert nhé. Tích đúp vào, chúng ta tích chuột phải chọn dán vào cái mục expert. Paste vào, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đóng cái phần này lại. Sau khi đóng cái phần này lại, chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy một cái con GFX Grid IA này, chúng ta tích đúp vào, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta chạy các cái cặp, đúng không ạ? Cặp CSF chẳng hạn, cặp New Windows, đúng không ạ? Chúng ta chạy, chúng ta ấn vào, đó, chúng ta ấn vào các cái allow DLL, ấn OK, chúng ta bật cái auto trading, chúng ta nhìn thấy cái mặt cười của GFX này, chúng ta nhìn thấy các cặp Karen này và chúng ta chờ. Do vậy khi mà chúng ta có các tài khoản, nó sẽ lập tức là nó sẽ hiện và nó sẽ tự giao dịch. Từ đó chúng ta có thể đăng nhập và chúng ta test các mô hình robot cùng với GFX. Đấy là cái cách để chúng ta có thể thực hiện cái demo của GFX này. Tuy nhiên việc vận hành một cái GFX Grid IA này, EA này, chúng ta sẽ có rất nhiều cái mô hình để chúng ta có thể kết hợp. Vậy chúng ta sẽ liên lạc với team GFX để chúng ta có thể theo dõi và đưa ra các cái mô hình, lựa chọn các số gói để chúng ta có thể tham khảo về vấn đề đầu tư. Hãy chú ý đọc thật kỹ gfx.vn và robotchay.vn. Cảm ơn mọi người.